Chị ơi, chị đi đâu đấy mà outfit trông khác thế? Con điên đi. Đi đâu đấy? Lại đã bảo rồi, hỏi câu hỏi đúng câu như vừa nãy để con biết được nhanh lên, Đây, hỏi lại chứ chị ơi, đâu. chị đi đâu mà outfit chị ngon thế? Sao cái chị ngon thế, sao trông có vẻ trưng hàng thế, Rồi đấy rồi 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 rồi. hiểu chưa, có tôi cuối cùng như thế Rồi rồi nào nào nào. đó. Chị ơi, chị đi đâu đấy mà outfit của chị trông trưng hàng thế? À kìa, bà đi bán hàng thì bà phải trưng hàng chứ, Bán hàng gì? bà bán men trắng răng thì bà phải trưng hàng chứ. Men trắng răng của bà đâu? Đi chết mẹ rồi. Tổ chức bố con đi làm đâu, cái này vứt của bà đâu rồi nhỉ? Bà đi bán hàng mà phải trưng hàng gì chưa? Thôi đi trưng hàng đi. Úi giời ơi, đít cong quá. Bà phải trưng hàng thì mới có khách chứ. Nhìn thấy trắng răng đâu chưa? À đây rồi, đây rồi. Úi giời Đồ nghề của bà đây rồi, tổ chức bố con đi. giời. Anh rồi Ai lên tư vấn cho bà outfit này đây? hả, Ai tư vấn cho bà bà outfit? tự biết làm hàng nhá, không phải là đứa nào tư vấn. Hàng thì không biết có bán được cái gì không. Tôi mất chồng đến nơi rồi. Đâu xem nào, trắng răng đâu? Đây trắng răng đây, Đâu? báo cáo nha, đừng có cười bà nhá, bà đi kiếm ăn để nuôi chồng nuôi con nhá, bà Rồi. đi bán hàng bảo trưng hàng nhá con nhá. Tổ chức bố với con đi, cười cái gì bà, nhìn lại mặt mày đi xem mày có ngon bằng bà không, đít mày có cong như đít bà không, chân mày có thẳng như chân của bà không. Chân Đây mày, ôi chân chân nhiều gò lông bà hơi quá, ngon luôn chân nhá, chân nhiều lông mỗi quá. tội là chỗ này nó hơi bị đen tí nha, ngày xưa là thì là bố mẹ là bôi than nhỏ nhòi nhưng bà mới đen như thế này, không có bà nó làm người mẫu rồi nhớ, dáng chúng mày làm gì đã ngon như ngực tấn công mông mông phòng thủ như bà chưa nhớ. Tổ chức bố với con đĩ bà không chạm gặp đầu thì bà mày có tắc bà làm người mẫu rồi đấy, Ngọc Trinh như mày nhìn nhá. Tổ chức bố với con đĩ Trắng răng bán nào? Quên à? bà bán 150.000, mày làm phò chưa đủ tiền để mua đâu, hỏi làm gì. Dùng như nào? Bà bán như nào bà Thì cứ ơi? đổ vào cái bàn chải mà đánh thôi, mày hỏi nhiều mua không hỏi nhiều hãng thôi, để bà đi nhá, con ở nhà nhá, bà đi kiếm tiền nuôi chồng nuôi con nhá nhá. Bà đi đi. Đấy bà cũng phải làm hàng đủ kiểu thì bà bán được hàng đấy, làm cò thì cũng phải đứng ra ngoài hiên là như thế này thì dặn hãng nha, thì ba la bôn ra mình có khách nhá nhá, thậm chí là phải trưng hàng như thế này nhá, mà cứ tưởng đi kiếm đồng tiền bát gạo mà dễ à. Đấy bà chỉ có đi bán cái hộp men trắng tăng thôi mà bà phải outfit đầy đủ đây này. Này mày đừng trêu bà nhé, kim cương nhẫn kim cương đồng hồ nem túi Audi nhá, vòng của Bồ Tát Phật tử Như Lai Rồi. đấy, áo sườn xám bà ba Rồi rồi quê rồi. nhà tôi ơi. Đấy mày tưởng đơn giản là đi bán hàng thì cũng phải làm hàng mới có khách Rồi. nhá, còn xấu như con ma men như mày thì lấy đâu ra. Thế mà đi đây. Em là mua trắng răng thì mua nhá, 150.000 đồng một lọ nhá. Trắng răng thơm miệng nhá. Đánh lần đầu tiên là hết hơi miệng luôn, anh em nhắn tin nhá. Ok anh em.